in a kit. Yeah. Xin chào mừng các bạn, các bạn sẽ là in a kit. Và bây giờ không biết. Không hề biết. Hôm nay chiêu chiêu là các bạn biết làm gì không? Đương nhiên rồi, nấu ăn cái gì? Tàu lao. Không yếu mà kêu nấu ăn mỗi dạ. Tao chứ không phải mỗi lần đứng chiên trứng ốp. Mỗi lần kêu ông chiên trứng ốp là lọc cái nắp gì. Sao không phải, cái đó là để lửa. Bự lên, con này là là biết gì rồi đúng không? Các bạn có thể đoán được mình đang làm gì không? Make it. Ok, chuẩn bị thôi. Lão thật đó mấy má, lão thật đó. Tự luôn mà. Magic. Vậy mà cũng đòi magic. Magic bản thân. Không magic tưởng tượng. Đây là gì đây? Đây các bạn nhìn magic nè. Yeah. Magic quá. Rồi magic này cầm hộp lên là magic. Cầm hộp lên ha. Rồi bắt. Đó. Thấy ghê chưa? Thôi ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đây. Không có một magic hat, đó tức là cái mũ luôn. Ở đây nó có hình như là trong hộp này có rất là nhiều nè, mũ thỏ nè, rồi ảo thuật lá bài, những cái dòng hay là những cái còng, à những cái dòng, những cái còng, rồi đây là cái cây ảo thuật, những bạc thỏ, xí ngầu với lại bài, rồi cúp, magic cúp. Cúp là cốc á, cái ly á. Dạ. À hà hứng chờ đợi hồi hộp chờ đợi một giây, một hai ba. Là giấy, tuyệt vời. Cái gì vậy? Chẳng là chờ đợi đấy giờ. Magic. Là giấy, khoan thêm tầng nữa nào. Một, một, hai, ba. À, lại là giấy. Cái gì vậy? Cái đồ. À, lại là giấy nè. Sách hướng dẫn các bạn chơi nha, nhưng mà tiếng Anh không. Ông nhúc nhích một cái hay là có án mạng liền. Tiếng Việt các bạn ơi. Ô, tuyệt vời. Ô, vậy là chơi đồ giấy bằng chó rồi. Mày gắt xì. Thông cảm. Nhớ mé kém sang. Rồi. Quan trọng vẫn là cái thần thái. Đây là chiếc mũ. Không biết gì hết. Nhưng mà chúng ta sẽ khám phá sao. Đừng có phá. Cái này là đại gậy phép thuật. Đây là con thỏ. Con thỏ mà hồi nhỏ thường xuyên bị gạt nè. Mẹ ơi con thỏ này nó biết nói chuyện kìa mẹ. Mẹ ơi nó biết nói chuyện kìa mẹ ơi. Rồi tiếp đi, bài ra tiếp đi. Cái bài. Con thỏ có cây gậy, có cái nón. Ủa gì vậy? Hết rồi. Ủa bộ bài của tôi đâu? Nè bài nè. À. Anh mở sách hướng dẫn ra đi. Ok. Cái gì cũng vậy, phải đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Con thỏ từ nón chui ra là số 1. Thì xé cái nón ra trước đã. Đây ạ, à, magic. Đây các bạn. Trời, cầm mấy bộ bài này cảm thấy giờ mình giống cho tinh trì vậy. Nón ảo thuật. Đây những chiếc còng. Rồi, để coi. Miếng lực. Đi, đấm. Cầm nhắn miếng mình đang bây giờ. Bị ngọng ha. Nói gì các bạn biết sao, phải đọc vậy chứ. Ok. Bây giờ tụi mình sẽ dành ra 5 phút nghiên cứu. 5 phút nghiên cứu bắt đầu. Và sau đây thưa quý vị, đã để quý vị chờ lâu, màn ảo thuật của ảo thuật gia nổi tiếng Nhi Yến Nguyễn xin được phép bắt đầu. Đó, không có gì hết đúng không? Hồi nãy các bạn đã thấy không có gì hết. Giờ có gì nhét khăn vô. Nhét vô nè. Đó, cái dạng này gì? Người ta ảo thuật gia chuyên nghiệp thế giới. Người ta chơi là người ta lấy da cao su, người ta làm cái móng giả. Còn cái này nó quất nguyên cái móng bằng nhựa luôn. Làm xong cái cảm thấy mình bị béo mì á. Chị coi. Giờ quay lại đi, ta làm cái nón trước nè. À, hôm nay
ảo thuật da như Yến Nguyễn đang cười sặc sụa rồi không có làm được, cho nên là tôi sẽ làm ảo thuật với cái nón này. Cái nón không có gì cả đúng không? Đúng là không có gì cả. Đây, không có gì cả thật mà. Đây, giờ bây giờ tôi sẽ biến nó thành có cái gì ra. Được cái ạc này nó mới giống, em phải biến đi. 1, 2 Bán chùa xa chuông. Bán làm như lộn rồi. Lộn rồi. Vô vô. Và tới đây, màn trình diễn từ cái nón đen thùa lùi thành cái nón có gì. Tới từ bếp, bắt đầu. Chưa? Không có gì mà nè. Không có gì hết đúng không hả? Con hại má, để con tập hình chú. Rồi. Đây, và tới đây. Làm cái nón, ở bên trong không có gì. Đứng tay kìa. Biến ngay đi. Nè, bro bơ cơm, bro bơ cơm, bro bơ cơm, bơ biết. Đây, chuẩn bị xuất hiện một nhân vật chính. Ta-da. Các bạn ơi, tôi biến được con thỏ mà. Lấy cái nắp lại má ơi. Đây, con thỏ đây. Đó, biến ra được con thỏ mà cái nón vẫn không á. Cái nón vẫn y nguyên nha các bạn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng. Đó, bây giờ biến mất con thỏ nè, biến mất con thỏ. Biến mất con thỏ nè. Nè, cái nón không có gì hết nha. Cái nón không có gì hết. Đây, đây vậy. Ê, coi chừng lộ. Cái nón không có gì hết đúng không? Đừng có nghiêng quá má ơi. Nghiêng quá. Đâu có nghiêng đâu. Rồi, ok. Rồi, để thở vô nè. Bạn mày để cái thở vô nè. Coi xuống khoan khoan. Rồi thở chui xuống nè. Chui. Rồi. Ok. Biến mất nó rồi. Biến rồi. Biến chưa? Biến rồi. Em biến đi. Biến rồi. Các bạn có thấy không? Mất con thở luôn. Ghê chưa. Nhưng mà cái tay này, cái nón mới đúng. Cái tay cầm cái nón kìa, có ai cầm cái nón mà cầm vậy không? Cầm vậy mới đúng rồi thấy không? Đó, thì mất con thỏ. Xin giới thiệu với các bạn, màn trình diễn của mình đã vừa khép lại với tiết mục thỏ chui từ nón ra. Các bạn có thấy hay thì nhớ like và share nha. Còn màn biểu diễn kế tiếp đó chính là Nhi Yến Nguyễn sẽ làm gì đây? Xin mời. Ồ, hai cái dòng rất là chắc. Đúng rồi, rất là chắc. Ồ, hai cái dòng không có gì cả, không có mới nói nha. Hai cái dòng rất là không có gì hết, hai cái dòng liền nhau. Ok. Dạ, chuẩn bị. Làm gì đây? Cô ấy sẽ làm gì? À, cô ấy sẽ... phát hiện rồi. Rồi, không được. Rồi. Cô ấy đã thành công. Cái dòng thứ ba rất là cứng luôn, cũng không có nói nha. Đừng có gặp cô ơi. Okay. Ảo thuật phải là nghiêm chỉnh thật thái nguy hiểm. Không có mới nói. Rồi. Rất cứng. Rõ không mấy ly luôn. Vô. 2, 3. Cô ấy làm gì đây? Cô ấy mở mối nói ra mà cô ấy để cái vòng vào. Quá là hay. Xin các bạn cho một tràng pháo tay và một xe luôn nha các bạn. Quá dữ luôn. Xin cảm ơn nhà ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới nha em Nguyễn. Sao cái màn ảo thuật này là Tuyên bố bỏ nghề. Ok. Những cái trò thuật này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đọc sách là có thể hiểu được ngay. Ở đây viết toàn tiếng Việt thôi, rất là dễ hiểu nha. Có thể mua ngoài siêu thị hoặc là mua ở trong nhà sách đều có. Những lá bài này thì... Ghê chưa? Màn ảo thuật đã khép lại rồi. Các bạn có biết làm trò gì nữa thì nhớ comment nha. Đủ rồi. Xong rồi, chơi xong rồi. Cái này đánh lừa thì giác rồi. Có những trái banh nữa nha các bạn, rất là nhiều luôn. Ok. Rồi. Hết giờ rồi, hết tiền, hết show rồi. Mướn mình làm có 2 trò à. Muốn làm 2 trò thôi. Rồi, làm việc khán giả đi. Ok, mà... Ôi trời ơi. Rồi. Màn ảo thuật đến đây đã kết thúc. Rồi, màn ảo thuật là kết thúc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã nãy giờ đã theo dõi nhiệt tình, đã mua vé vào xem luôn. Ảo thuật rất là nổi tiếng rồi. Xin cảm ơn Yến Nguyễn rồi mà cô không nhận cái xe. Ê, lộ. Về. Hết tiền rồi má ơi.
tiền rồi.